Xin chào tất cả các bạn, tôi là Châu Ngọc Yến, tác giả của quyển sách ôn thi phỏng vấn nhập quốc tịch Hàn Quốc dành cho người Việt Nam. Trong video này, tôi hướng dẫn các anh chị cách đọc và trả lời câu hỏi của động văn thứ tư. Nhân tiện đây, tôi xin gửi đến anh chị một thông tin. Nếu như các anh chị có nhu cầu làm hồ sơ nhập thi quốc tịch, làm lý lịch tư pháp trọn gói, các anh chị vui lòng gọi số 010-2292-2608 cho mình nha. Khi các anh chị mua sách ôn thi phỏng vấn nhập quốc tịch mới nhất năm 2020 sẽ được tặng 7 đoạn văn, trong đó có đoạn văn thứ tư này. Bây giờ mình mời các anh chị nghe cô giáo người Hàn đọc qua một lượt nha. "6월 5일 환경의 날입니다. 환경의 날을 맞이하여 저희 가게는 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. 이날 하루는 비닐봉투를 제공하지 않으니 가방이나 장바구니를 준비해 주시기 바랍니다. 여러분, 비닐은 소각할 경우 유해물질이 발생할 뿐 아니라 땅에 매립한다고 하여도 분해되는 데 몇백 년이 걸린다고 합니다. 이제 우리가 왜 비닐봉투 대신에 장바구니를 사용해야 하는지 아시겠죠? 그날 장바구니를 준비해서 매장을 방문하는 고객님께는 500원을 돌려드립니다. 장바구니를 가지고 다니시면 500원도 돌려받을 수 있을 뿐만 아니라 환경오염도 줄일 수 있습니다. 지구가 방긋 웃도록 캠페인에 참여해 주실 거죠?" các anh chị có nghe rõ không ạ? Đoạn văn số 4 này giống giống như cái đoạn văn số 3 đó ha các anh chị. Bây giờ chúng ta đi vào phần tìm hiểu cách đọc một số từ xuất hiện ở trong đoạn văn này. Những từ đánh dấu màu xanh là những từ các anh chị cần lưu ý khi phát âm, cách phát âm được phiên âm ở trong ngoặc màu đỏ. Xin mời các anh chị nhìn qua một lượt từ dòng đầu tiên đến dòng cuối của đoạn văn này với mình nha. 6월 5일. Ở đây các anh chị lưu ý là ghi số 6, nhưng khi đọc tháng 6 các anh chị không đọc là 6월 mà các anh chị đọc là 6월. Chữ ơi này lúc này đọc là e. 환경의 날. Mẹ y đơ, dù ôi ủ y, hoan kiểu nghe nà rìm nì ta, hoan kiểu nghe nà rử, mà chi hài ở, cho hi, kem phê y nử, hâm nì ta, chế công ha chi à nì nì, phá răm nì ta, phi nì rử, số các khai, 유해물질이 매립한다고 분해되는 백년이 대신에 고객님께서는 500원을 드립니다. 500원도 받을 있을 줄이 있습니다. 캠페인에 참여해. Bây giờ xin mời các anh chị nghe lại cô giáo người Hàn đọc một lần nữa nha. 6월 5일 환경의 날. 내일은 6월 5일 환경의 날입니다. 환경의 날을 맞이하여 저희 가게는 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. 이날 하루는 비닐봉투를 제공하지 않으니 가방이나 장바구니를 준비해 주시기 바랍니다. 여러분, 비닐은 소각할 경우 유해물질이 발생할 뿐 아니라 땅에 매립한다고 하여도 분해되는 데 몇백 년이 걸린다고 합니다. 이제 우리가 왜 비닐봉투 대신에 장바구니를 사용해야 하는지 아시겠죠?
그날 장바구니를 준비해서 매장을 방문하는 고객님께는 500원을 돌려드립니다. 장바구니를 가지고 다니시면 500원도 돌려받을 수 있을 뿐만 아니라 환경오염도 줄일 수 있습니다. 지구가 방긋 웃도록 캠페인에 참여해 주실 거죠? 그 thêm아 간지 아 tham khảo thêm phần dịch sang tiếng Việt của đoạn văn này. Cuối cùng xin mời các anh chị đi qua phần trả lời câu hỏi của đoạn văn. Câu hỏi thứ nhất, 이 가게는 내일 어떤 캠페인을 합니까? Ngày mai cửa hàng này thực hiện chiến dịch gì? Các anh chị dễ dàng thấy được đây là cái chiến dịch không sử dụng túi ni lông. Các anh chị cứ thấy ha, 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. Câu số 2, phải chuẩn bị gì nếu muốn đến cửa hàng này mua đồ vào ngày 5 tháng 6? Ở đây các anh chị hãy đọc dòng này nha. 5 tháng 6 ha. Chúng tôi là không có cung cấp cái bao ni lông. Do đó thì các anh chị hãy, các khách hàng hãy mang khà băng hoặc là chẳng ba cu ni vào đến ha. Thì các anh chị cứ trả lời là khà băng ni na chẳng ba cu ni im gì ta. Câu số 3, vào ngày 5 tháng 6, nếu mang giỏ đi chợ đến thì có điểm gì tốt, có cái ưu điểm gì khi mà mang cái giỏ đi chợ đến cửa hàng này? Các anh chị thấy ở đây mà người ta có ghi là nếu mà khách hàng mang thẳng ba cô đi đến thì chúng tôi sẽ trả lại cho 500 đồng. Ở đây các anh chị ha, thấy không, các anh chị nếu mà chuẩn bị thẳng ba cô đi mang đến thì sẽ nhận lại, chúng tôi sẽ đưa lại cho 500 đồng. Thì các anh chị sẽ nói là gì? Là 500 đồng, nhưng mà ở đây các anh chị người ta nói điểm tốt, các anh chị nên nói thêm cái dòng ở phía sau này nữa, tức là các anh chị cứ đọc nguyên cái dòng phía sau này nha. Tức là được nhận lại 500 và còn có thể là làm giảm ô nhiễm môi trường nữa ha. Nên là các anh chị cứ đọc nguyên cái dòng gần cuối này ha, là được. Câu số 4, ngày 5 tháng 6 cửa hàng này không cung cấp cái gì? Quá dễ ha các anh chị. Ở đây là gì? Chúng tôi không cung cấp 비닐봉투. 비닐봉투를 제공하지 않습니다. Câu số 5, mất bao lâu để nhựa được phân hủy khi nó được chôn ở trong lòng đất? Câu này là các anh chị sẽ thấy là gì? Cái dòng này là các anh chị ha, là người ta nói rằng là mất mấy trăm năm. Thì các anh chị cứ đọc nguyên cái dòng này là được nha. Bây giờ mình mời các anh chị nghe cô giáo người Hàn đọc lại một lần nữa nha. 1번, 이 가게는 내일 어떤 캠페인을 합니까? 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. 2번, 6월 5일에 이 가게에 물건을 사러 갈 때 준비해야 하는 것은 무엇입니까? 가방이나 장바구니입니다. 3번, 6월 5일에 장바구니를 가져가면 좋은 점은 무엇입니까? 500원도 돌려받을 수 있을 뿐만 아니라 환경오염도 줄일 수 있습니다. 4번, 6월 5일에 이 가게에서 제공하지 않는 것은 무엇입니까? 비닐봉투입니다. 5번, 비닐은 땅에 매입하면 분해되는데 얼마나 걸립니까? 몇백 년이 걸린다고 합니다. 문제 số 4 của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Chúc các anh chị thi đỗ kỳ thi phỏng vấn nhập quốc tịch. Để liên hệ mua sách, xin các anh chị vui lòng gọi số 010-2292-2608. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.